Hôm nay thì mình có nhận một cái comment của một bạn ở trên kênh của mình ấy, có nói là cái chai Mino Dry này tại sao mà khi mà nhận về nó lại không được đầy cả chai. Là các bạn ạ, cái chai Mino Dry ấy, là nó là 60ml, hay kể cả chai Bailiu này cũng là 60ml, và sẽ không có một chai Mino Siêu nào mà khi các bạn nhận về mà nó đầy ự cả chai đâu. Và các bạn thử đo xem 60ml nó là bao nhiêu nhá. Các bạn nghĩ là cái nhà bán hàng hay là cái nhãn hàng họ họ bán hàng dởm cho bạn là hoàn toàn không phải, hoặc là họ dùng rồi để họ bán cho các bạn hoàn toàn không phải nhá. 60ml ấy tính ra nó cũng chỉ đâu đó khoảng gần này thôi đó. Thế nhưng mà có nhiều bạn không biết, bạn vào comment bảo là mua cái chai Mino Dry về nhưng thấy được là nó không được đầy cả lọ. Nhưng chắc chắn là như thế, kể cả không phải là Mino Siêu, Mino Dry đâu, mà kể cả là các bạn có mua bất kỳ một cái loại thực phẩm hỗ trợ nào mà dạng chất lỏng ấy, không bao giờ nó đầy ắp cả một cái chai nhá. Nên là các bạn cần phải hết sức lưu ý về vấn đề này đấy. Và khi mà mình đã đưa lên những cái sản phẩm ấy, chắc chắn một điều là mình là người sử dụng nó, mình, các bạn nhận được đến tay các bạn là không bao giờ phải hàng dởm. Nghe mình nhá.